Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi về thôn Phú Mỹ A, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Tôi đến dự cái buổi lễ tân gia của gia đình anh Nguyễn Trường Giang. Vâng, quá đẹp. Đây là một cái công trình gia đình làm để vừa ở vừa phục vụ kinh doanh. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến tham quan một công trình sau nhiều tháng xây dựng, hôm nay đã được khánh thành. Vâng, xin chào anh Trường Giang. Vâng, con xin chào ông. Vâng. Xin chào tất cả các quý vị khách quý. Hôm nay là ngày 28 âm lịch, gia đình nhà chúng tôi làm lễ tân gia. Xin chào mừng tất cả các vị khách quý, bạn bè gần xa và mọi người đến dự bữa cơm thân mật của gia đình chúng tôi. Tôi vô cùng là cảm ơn và mời tất cả các quý khách dùng bữa cơm thân mật cùng gia đình ạ. Vâng, xin cảm ơn anh nhé. Và Đỗ Sinh chia sẻ một số những cái hình ảnh trong cái ngày mừng tân gia gia đình Giang Huyền, ngày mùng 10 tháng 12, 2023. Vâng, với một cái ba chữ Giang Hải Phát đã nói lên cái điều là cầu nguyện của gia đình, cũng như những cái lời chúc của tất cả quý khách gần xa, thân bằng cố hữu, của bạn bè, anh em và nội ngoại gia đình. Chúng ta có mặt ngày hôm nay để chúc mừng tân gia gia đình Giang Huyền, Giang Hải Phát. Mời ông vào trong nhà tham quan. Vâng. Là tiệc chiều mời tất cả mọi người cùng thưởng thức. Vâng. Đây là những cái phút trước khi đến giờ mà tổ chức mừng tân gia, gia đình đã chuẩn bị để đón khách. Và chúng ta đang xem những hình ảnh ở dưới tầng 1. Sau đó Đỗ Sinh sẽ cùng các bạn di chuyển lên tầng 2, tầng 3 và tầng 4. Vâng, đây là vị trí tầng 2. Anh Nguyễn Trường Giang hướng dẫn chúng ta đi tham quan những cái vị trí. Vâng, bên này là phòng thờ. Đây là lối đi của hành lang đi ra phòng khách. Vâng, con chào cụ nhá. Ôi giời, anh làm cái vị trí phòng khách, phòng họp công ty luôn ạ. Tức là phòng họp của công ty luôn. Phòng để tiếp khách. Riêng một cái gian rất rộng ở trên tầng 2 này.
Xin giới thiệu với ông là bộ bàn ghế, bộ ấm chén là của câu lạc bộ Hoa Nhài kính tặng ông ạ. Câu lạc bộ Hoa Nhài Việt Nam. Vâng. Vâng, vào cái tháng 6 vừa rồi thì năm 2023 thì câu lạc bộ Hoa Nhài Việt Nam được chính thức thành lập. Anh Nguyễn Trường Giang là thành viên câu lạc bộ. Tuyệt vời quá. Ok. Vâng, là thành viên câu lạc bộ Hoa Nhài Việt Nam không thể thiếu được những cây nhài cổ. Đây là một cây nhài cũng rất là có giá trị về mặt nghệ thuật, bởi vì đó là một cây nhài có tuổi đời cũng khá là cao rồi. Cái chỗ, cái vị trí vành thân là vào quãng độ 50. Đấy. Và cây cũng là có những cái đường nét cũng rất nghệ thuật. Anh đặt được cái vị trí vươn ra đúng phía ngoài để vươn ra ngoài không không trung. Đấy, còn cô gái rất hay. Chào khách ạ. Vâng. Cô gái chào quý khách ạ. Rồi. Và đây là cái view ở tầng 2 nhá, chúng ta nhìn xuống dưới. Một bên thì là cây hoa nhài, một bên thì là cây hoa mộc. Cây hoa mộc có cái đường vành thân cũng rất là to rồi. Đây. Cũng vào quãng độ 60. Vâng, chính xác phải 60. Thoát thân lên tầm khoảng độ 70 cm, rất lý tưởng. Và đây là cũng là những cái cây mộc hương mà được đánh giá là có số trong khu vực. Và hai nữa là cái bông tán, độ dăm cũng như là cái nét cao tuổi của cây hoa mộc thể hiện rất rõ ràng. Đó là những cây mộc có cái tuổi đời khá là cao. Và trước mặt chúng ta là con đường 411C ạ. 411C lưu thông về quốc lộ 32 Hà Nội ạ. Nối từ Tòng Bạt đúng không ạ? Vâng ạ, từ Tòng Bạt. Tòng Bạt đi ra quốc lộ 32 để chuyển tiếp đi Sơn Tây, là đi xuôi và đi ngược lên là cầu Trung Hà lên Phú Thọ. Vâng. Và từ đây ra quốc lộ 32 thì đi qua một cái chỗ mà chúng ta rất nhiều người biết đến, đó là Yên Kỳ và Vĩnh Hằng. Rồi. Con mời ông lên khuôn viên của bây giờ chúng ta lên tầng 3 này. Và bây giờ chúng ta cùng lên tầng 3. Nơi đó thì anh sẽ làm kinh doanh cái mảng là cà phê, trà sữa, nước sinh tố, nước ép, rồi trái cây. Đây là một cái quầy bar đã đang hình thành và để sang đầu tháng âm lịch sẽ khai trương. Vâng, ở trên này phải nói là cái view rất đẹp. Hello. Hello. Ở vị trí này thì chúng ta được thưởng thức cái tầm nhìn. Mà phía trước này á, đó là cái con đường mà tôi vừa giới thiệu, thì là một cái cánh đồng. Đấy, không có nhà dân cho nên là cái tầm nhìn rất xa, thoáng đãng. Còn ngoài ông lên view sân thượng. Rồi, thế còn mặt trước thì là những gia đình trong làng xóm, cách một cái con đường rất là rộng. Đấy. Phải nói là cái địa thế đẹp tuyệt vời đấy. Và chúng ta lên tiếp một tầng trên nữa là tầng 4. Đi xuống.
Rồi vâng, chào các ông các bà và các bác nhá. Vâng. À, tôi là Đỗ Văn Sinh, quê ở xã Phú Phương, huyện Ba Vì. Vâng, đi quay cây cảnh. Vâng, chính xác đấy. Thế là bà cũng biết. Vâng. Này là chụp ảnh không? Vâng, và bây giờ chúng ta đã lên đến tầng trên cùng, đó là tầng 4. À, nơi đây anh Nguyễn Trường Giang có thiết kế một cái sân thượng. À, đây là sân ngoài trời để phục vụ những ngày thời tiết đẹp và đêm trăng thanh gió mát mùa hè. Bà con chúng ta có thể lên đây để thưởng thức những ly cà phê, những cốc nước sinh tố, nước ép trái cây, giải khát trong những cái ngày... những cái đêm mùa hè sau một ngày làm việc vất vả. Đây là một cái không gian mà anh sẽ tạo dần dần. Chưa hoàn thiện đâu nhưng chúng ta đã cảm thấy anh có một ý tưởng rất hay để gần gũi với thiên nhiên. Đấy, sau này sẽ có một cái những cái cây nho nhỏ, những cái bàn đá ngoài trời để chúng ta được hưởng cái không khí trong lành, mát. Một cái tầm nhìn cũng rất là xa khi đứng ở trên tầng 4. Hôm nay là có sương mù, còn mọi ngày là hướng kia là hướng núi Ba Vì, là trời nắng, nhìn rất là rõ. Là nhìn rõ đúng không? Vâng, nhìn rõ núi vâng, Ba Vì luôn. Vì hôm nay là có sương mù. Đấy, rất đẹp. Còn ngoài là sân chơi của trẻ em mà để cho giáp với đồng quê, nhớ về hương đồng có nội đây không ạ? Đẹp quá mà. Vâng, và tôi được biết thì từ đây vào cái vị trí mà anh em tôi đã đi tham quan và ẩm thực, đó là rừng cò Ngọc Nhị. Từ đây vào 1 km, cho nên cũng rất gần. Hôm đó chúng tôi, anh em câu lạc bộ Hoa Nhài có về đây chơi, tham quan và được anh Nguyễn Trường Giang đưa lên để ẩm thực những cái món chế biến từ thịt, từ chim, cò. Đấy. À, anh ấy làm những cái cúp à? Vâng, đây mấy cái cúp ạ. À, cũng biểu tượng cũng đẹp đấy. Vâng ạ. Rồi. Cũng được, đây là một cái không gian mà dành cho những cái buổi tối mát mẻ. Ngồi đây cũng rất là lành mạnh, rất vui. Đấy, hệ thống đèn chiếu sáng. Có một lúc nào đó thì buổi tối người ta cà phê cũng không cần phải sáng lắm đâu anh ạ. Vâng, đây có đèn năng lượng. Đèn nó dịu dịu thôi. Vâng, đẹp quá đấy. Phải nói rất tuyệt vời. Và đây cái mô hình ấy, anh ấy làm chưa xong đâu. À, chắc chắn sẽ có những cái điểm nhấn thì khi nào mà ổn định rồi mà khai trương cửa hàng để mời quý khách đến thưởng thức những ly cà phê, những ly nước sinh tố, nước hoa quả thì Đỗ Sinh sẽ có cái hình ảnh chia sẻ một cách tỉ mỉ hơn. Trước khi kết thúc cuốn video, tôi đăng tải hình ảnh buổi mừng tân gia gia đình Giang Huyền tại Phú Mỹ A, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội. Xin cảm ơn anh Giang nhé. Và chúc anh chị cùng gia đình mạnh khỏe, mừng tân gia. Công ty của anh thì Giang Hải Phát sẽ làm ăn hồng phát. Vâng, con xin cảm ơn ông và con xin gửi lời chúc đến tất cả các quý vị khách quý một lời chào, một lời chúc sức khỏe là luôn luôn mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc và làm ăn thì thuận lợi, phát đạt, gặp nhiều may mắn. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Vâng, xin cảm ơn anh nhé. Vâng.